Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Game Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 22 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, một tác giả rất quen thuộc với chúng ta, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Và bây giờ, để không mất thời gian của quý vị, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 22 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo tập trước lại nói, lúc trước Diệp Húc ăn một viên thu hóa đan vào, suýt chút nữa thì hắn đã diệt trừ cả Thanh Châu Bát Đại Thế Gia, cộng thêm cả Lương Vương ở trong đó, mà hắn cũng chẳng thương tổn một chút lông tóc gì cả. Hiện giờ nghe giọng điệu này của hắn, loại thu hóa đan có uy lực vô cùng này, hắn không chỉ có một viên. Việc này làm cho tất cả trái tim của bọn người đang ở tại đương trường lạnh giá, chỉ có thể giải phóng tức giận nhưng động thủ tuyệt đối là không dám. Thiếu niên thực lực thấp kém này, ngày xưa bọn họ gặp được vu sĩ có tu vi như vậy, ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm. Lúc này Diệp Húc lại uy hiếp bọn họ một cách trắng trợn, làm cho bọn họ hận tới ngứa răng ngứa lợi, nhưng lại bó tay không có biện pháp gì. Một thanh niên ở phía sau gia chủ Lam gia đứng ra cười lạnh nói: "Ngươi là dựa vào thú hoa đan mà thôi, nếu không có loại đan dược này, ở đây nhiều người như vậy, người nào cũng có thể nhẹ nhàng bóp chết ngươi được." Diệp Húc khẽ nhíu mày nói: "Ồ, ngươi là ai?" Thanh niên cười ngạo nghễ nói: Ta chính là trưởng tử Nam gia Lam Thiếu Du, tu vi đạt tới cố nguyên cửu phẩm. Tên họ Diệp kia, nếu ngươi có bản lĩnh thì đừng dùng thú hóa đan, cùng ta đường đường chính chính đại chiến một hồi." Diệp Húc ánh mắt chuyển lạnh, cười lạnh mà nói: "Hóa ra là một tiểu bối Lam gia, ngươi có thân phận gì mà muốn động thủ với ta đây? Nơi này người nào không phải là thúc thúc ba bá của ngươi chứ? Ta và thúc thúc của ngươi nói chuyện cũng có chỗ cho ngươi chõ mõm vào hay sao? Không biết trên dưới gì cả, cút đi!" Lam Thiếu Du tức giận đến suýt hộc máu, sắc mặt xanh mét. Hắn là thiên tài của Lam gia, luận tuổi chỉ hơn Diệp Húc 3-4 tuổi, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Lam gia, tương lai kế thừa vị trí Lam gia gia chủ cũng không phải không có khả năng. Chu Thế Văn cười ha hả nói: "Cháu ngoan, kêu Chu thúc thúc một cái nào, Chu thúc thúc sẽ nói hộ cháu một vài lời trước mặt Diệp thúc thúc cho. Nếu không, Diệp thúc thúc của ngươi rất có khả năng tự mình tới Lam gia một lần, một mình đấu với gia tộc Lam gia của ngươi kìa." Lam gia gia chủ sắc mặt khẽ biến, cũng lo lắng Diệp Húc nảy sinh ý nghĩ độc ác đối với Lam gia, hắn liền quát Lam Thiếu Du: "Tiểu súc sinh, Diệp thúc thúc của ngươi ra huấn là đúng rồi, nơi này đều là thúc bá của ngươi cả, làm sao tới lượt ngươi mở miệng ra, đi ra ngoài." Lam Thiếu Du sắc mặt đỏ lên, há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện thì thấy Lam gia gia chủ phất tay một cái, chân nguyên trào ra đẩy hắn ra ngoài cửa. Lương Vương ho khan một tiếng, giơ chén rượu lên cười ha hả nói: "Chư vị, hôm nay là lễ thọ của tiểu vương, làm gì bởi vì một việc nhỏ mà tổn thương hỏa khí như vậy chứ? Ngồi, tất cả mọi người ngồi xuống nào." Mọi người lần lượt ngồi xuống, Diệp Húc cũng ngồi xuống. Cố Ngôn Chi nhìn quanh một vòng, thấy mọi người giận mà không dám nói gì, trong lòng không khỏi đắc ý giạt rào: "Ánh mắt của ta cũng không quá kém, Diệp lão đệ quả nhiên là có thể chấn áp được Thanh Châu. Phân đà Thanh Châu giao cho hắn xử lý, ta rất yên tâm rồi." Các vị, hôm nay, lần này là lại lễ mừng thọ 60 tuổi của Lương Vương. Đinh gia ta chuẩn bị da của thiên tê 30 tấm, da hổ văn báo 60 tấm, nhân sâm ngàn năm 10 cây, các loại dược liệu khác 80 cân, tinh thiết 20 cân để mừng thọ cho Lương Vương. Đinh gia chủ cất cao giọng nói. Những gia chủ khác cũng đều báo ra đại lễ của mình, ra tay rất hào phóng xa xỉ. A Ngưu đợi mọi người nói xong mới trầm giọng nói rằng: "Vạn pháp yêu vương mừng thọ Lương Vương, dâng lên vu báo bích loa thuyền một chiếc, mong Lương Vương có thể thường thường đi thuyền này tới La Phù Đảo làm khách một chuyến." Mọi người cùng ồ lên, vạn pháp yêu vương ra tay rất hào phóng, làm người ta chố mắt mà nhìn. Những thế gia này mặc dù giàu có, nhưng số lượng vu bảo vô cùng thưa thớt. Loại nào quý hiếm, có thể làm chấn tộc chi bảo, làm sao mà bỏ được, mang đi tặng người được đây. Mà vạn pháp yêu vương lại dễ dàng đưa ra một kiện, để mừng thọ cho Lương Vương. Lương Vương cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, vội vàng đứng dậy tạ ơn nói: "Tiểu vương làm sao nhận được hậu lễ của vạn pháp yêu vương như vậy?" Cố Ngôn Chi đứng dậy cười nói: "Ngũ độc gió ta ở lĩnh Lam cằn cỗi cũng không có vật gì đáng giá cả, chỉ chuẩn bị một kiện bách độc phiên kính hiến Lương Vương làm đại lễ thượng thọ cho Lương Vương." Dứt lời, một tiểu phiên từ trong ngọc lâu của hắn bay ra, nhẹ nhàng tới trước mặt của Lương Vương. Đây lại là một kiện vu bảo, mọi người ồ lên, cúi đầu nghĩ, nghị luận vang lên.
Ngũ Độc Giáo La Phù Đảo là hai thế lực lớn hơn xa các vu hoang thế gia khác, đều có thể dễ dàng xuất ra một kiện vu bảo, ra tay xa xỉ, làm cho người ta phải cứng lưỡi. Diệp Húc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy bách độc phiên này có hình dạng tương tự với cây phiên màu đen mà Phương Thần lấy được trong Ngũ Độc Động Phủ, nhưng mà uy thế phát ra còn xa mới kịp hắc phiên kia. Hắn thầm nghĩ, xem ra đồng dạng là vu bảo, uy lực cũng có phân cao thấp với nhau. Bách độc phiên này so với cái của Ngũ Độc Động Chủ kia chế luyện ra thì uy lực kém quá xa rồi. Bách độc phiên kia không cần người tế khởi, có thể tự động lăng không trôi nổi được. Uy lực của nó phải xa hơn vu bảo bình thường rất nhiều. Phương Thần cũng chú ý tới điểm này, trong mắt lộ ra ý cười. Đinh gia gia chủ ho khan một tiếng cười lạnh mà nói, không biết Diệp đại chủ chuẩn bị hạ lễ nào cho Lương Vương đây, còn không lấy ra cho mọi người mở rộng tầm mắt nào. Lam gia gia chủ cười ha hả nói, Diệp lão đệ, thân là đại chủ phân đà Ngũ Độc Giáo, nhiều tiền thế lớn cũng không thể không mừng hạ lễ cho Lương Vương được chứ. Tương gia gia chủ khóe miệng nhếch lên, lắc đầu cười nói, chẳng lẽ Diệp đà chủ tính ăn chùa phải không? Cố Ngôn Chi trong lòng vừa động, tính toán có nên âm thầm giao cho Diệp Húc một chút bảo vật hay không, miễn làm cho hắn mất mặt mũi. Lần này hắn đích xác đã không suy xét chu toàn, không thay Diệp Húc chuẩn bị một ít hạ lễ. Ngay lúc này, chỉ thấy Diệp Húc đứng dậy, chắp tay chào Lương Vương rồi cười nói, Lương Vương, tiểu đệ tới đây gấp gáp cũng không có chuẩn bị thọ lễ nào mới lạ cả. Đinh gia gia chủ nghe hắn nói như vậy liền cười lạnh nói, Diệp lão đệ, Lương Vương khí lượng rộng rãi, nếu ngươi không có chuẩn bị hạ lễ, Lương Vương cũng sẽ không trách tội đâu. Kiếm ăn không bằng người cho ăn mà. Diệp Húc khẽ mỉm cười, không thèm để ý, cất cao giọng mà nói, tiểu đệ nghe nói Lương Vương phủ từng có một viên Thiên Hương Tục Mệnh Đan bị kẻ gian đánh cắp đi, cho nên mới cố ý hướng tới Bách Khoa Cung chủ mua một viên Thiên Hương Tục Mệnh Đan tặng cho Lương Vương, chúc thọ Lương Vương. Mọi người ngẩn ngơ, lộ ra sắc mặt khó tin. Thiên Hương Tục Mệnh Đan tuy rằng chỉ là một viên đan dược, nhưng là bảo bối cứu mạng, luận giá trị nó còn trên một kiện vu bảo bình thường rất nhiều. Tặng đan dược này bút tích to lớn, còn muốn ở trên của Ngũ Độc Giáo cùng La Phù Đảo. 10 năm trước trên lễ đại thọ của Lương Vương, Bách Khoa Cung chủ đã tặng một quả Thiên Hương Tục Mệnh Đan, đạt được khôi đầu. Mọi người cho tới hiện giờ đều thường thường đề cập tới chuyện trọng đại này. Diệp Húc tế khởi ngọc lâu, lấy hộp ngọc mở ra, lập tức một viên đan dược trắng sáng như tuyết chậm rãi bay lên lơ lửng trong không trung. Trong đan dược có một thiếu nữ áo trắng đang như múa, giống như người vậy. Hơn nữa, một cỗ hương thơm nhẹ nhẹ phát ra. Mấy vị gia chủ người thấy mùi hương này, dường như cảm thấy thương thế bị Diệp Húc đánh cho đã giảm bớt đi không ít. Đây là Thiên Hương Tục Mệnh Đan hàng thật giá thật, rất đáng tin. Miếng Thiên Hương Tục Mệnh Đan này xuất hiện liền thắng được trường thịnh hội của 10 năm trước. Thiếu bảo lá gan thật lớn. Chu Thế Văn cùng Phương Thần, Công Dương Giảm liếc mắt nhìn nhau, mí mắt run rẩy. Ba người bọn họ đều biết la lịch của đan dược này. Đây chính là đan dược mà Diệp Tư Đạo cướp trên tay của Lương Vương. Hiện giờ không ngờ Diệp Húc lại quang minh chính đại mang trở lại cho Lương Vương. Nếu bị Lương Vương biết được đây chính là miếng Thiên Hương Tục Mệnh Đan của hắn đã bị cướp đi, chỉ sợ sẽ nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ đây. Lương Vương nhìn miếng linh đan này không khỏi đổi sắc mặt, ác cảm với Diệp Húc đã không cánh mà bay. Chòm râu hơi rung động, đứng dậy mà nói, phần đại lễ này tiểu vương nhận, Diệp tiên sinh tốn kém rồi, mời ngồi mời ngồi. Ngôn ngữ của hắn trở nên khách khí rất nhiều. Diệp Húc tuy nhỏ tuổi lại được hắn gọi là tiên sinh, nghiễm nhiên thừa nhận hắn có địa vị đà chủ Thanh Châu phân đà của Ngũ Độc Giáo. Nhận được thừa nhận của Lương Vương, Diệp Húc nhẹ nhàng lên thở ra. Cái này ý nghĩa chuyện phiền toái của hắn ở Thanh Châu sẽ giảm đi rất nhiều. Dù sao Lương Vương mới chân chính là chủ nhân của Thanh Châu. Lương Vương là do triều đình sắc phong, cho dù là Ngũ Độc Giáo, Bách Khoa Cung, các thế lực này cũng không dám động tới hắn, nếu không sẽ phải đối mặt với Thiết Kỵ Đại Tần. Tuy nhiên, cho dù là Lương Vương cũng không nghĩ tới được miếng Thiên Hương Tục Mệnh Đan mà Diệp Húc đưa cho hắn lại đúng là miếng của hắn đã bị cướp đi. Hiện giờ có thể nói là vật quy nguyên chủ. Bên trên Vân Môn Sơn, Diệp Húc và Cố Ngôn Chi đứng ở trên đỉnh núi nhìn lại khắp nơi, chỉ thấy Vân Môn Sơn này thế núi không cao, nhưng cũng nhấp nhô liên miên, sơn thủy xinh đẹp tuyệt trần, diện tích ước chừng trên 100 dặm. Ở cách đó không xa, đỉnh núi Đại Vân Đỉnh có động như cửa thông suốt toàn bộ dãy núi, giống như gương sáng. Mây mù như sóng lớn xuyên qua trong động, giống như một con sông trắng như tuyết lơ lửng trên không trung, thoáng như ở tiên cảnh vậy. Đám người Chu Thế Văn cũng ngẩng đầu đứng xem, thấy tình hình như vậy tán thưởng không ngừng. Sao? Những dãy núi này sau này sẽ là của ta sao? Diệp Húc tâm thần hoảng hốt, còn chưa xác định được. Khi hắn rời khỏi Diệp gia Liễu Châu, hai bàn tay trắng còn bị Ưng Tiên Sinh bắt cóc nhiều lần sinh tử. Hiện giờ cũng đã là một đà chủ phân đà của môn phái ma đạo, nắm giữ trong tay Sơn Hà 100 dặm,
có thể nói là vũ đạo đại ngạc, hùng bá một phương. Lúc bấy giờ Cố Ngôn Chi cười nói: "Sư đệ, để ta chỉ cho ngươi phương pháp quan khí." Cái gọi là quan khí chính là nhìn thấy thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí danh như ý nghĩa vậy, chia làm hai loại, một là chu thiên tinh lực, nhật nguyệt tinh, mặt trời, mặt trăng và sao sinh ra nguyên khí. Nguyên khí tới từ nhật nguyệt tinh cực kỳ khổng lồ, vô cùng vô tận, nhưng phân tán tới mặt đất thì cực kỳ loãng, hơn nữa lại có tính pha tạp. Tam chân cảnh tu sĩ chỉ có thể hấp thu nguyên khí tới từ mặt trời để gia tăng tu vi. Nếu tu luyện tới tam chân cảnh lại dựa vào nguyên khí tới từ mặt trời để tu luyện thì tốc độ sẽ chậm đi rất nhiều. Diệp Phúc cùng đám người Chu Thế Văn đúng là chưa từng nghe thấy, không khỏi tĩnh tâm mà đứng nghe. Chỉ nghe thấy Cố Nguyên Chi tiếp tục nói rằng: "Còn loại nguyên khí thứ hai tên là địa linh khí, gọi tắt là linh khí, là linh căn do đại địa mặt đất dưỡng dục ra, là linh mạch. Địa linh khí này so với chu thiên tinh lực thì lại càng tinh thuần hơn. Vũ sĩ tam chân cảnh muốn tu vi đột phá tăng mạnh sẽ tìm kiếm linh căn chung quanh đây, đây là quan khí. Các danh môn đại phái thường thích xây dựng môn phái trên núi, không phải là vì bọn họ thích thanh tĩnh, mà là cơ sở của một môn phái chính là linh căn trong núi kìa." Diệp Húc vẫn là lần đầu tiên nghe thấy thiên địa nguyên khí có phân loại ra, trong lòng có chút tò mò. Tuy nhiên Cố Ngôn Chi nói một số quan điểm hắn cũng không hoàn toàn đồng ý. Hắn cười nói: "Cố sư huynh, nói chu thiên tinh lực không bằng địa linh khí chỉ sợ không quá thật rồi. Chu thiên tinh lực vô cùng vô tận, lấy mãi không hết, hơn nữa không cần tìm kiếm linh mạch ở chung quanh là có thể tu luyện được. Theo ý của ta, so với địa linh khí thì tốt hơn rất nhiều." Cố Ngôn Chi cười nói: "Sư đệ không biết rồi, chu thiên tinh lực chính xác là không kém hơn địa linh khí chút nào cả. Tuy nhiên tính chất của nó pha tạp, nếu dắt chu thiên tinh lực nhập thể, chỉ có một kết cục là tẩu hỏa nhập ma. Ta còn chưa nghe nói qua có người nào có thể hấp thu được chu thiên tinh lực mà tu luyện." Diệp Phúc thầm nghĩ: "Ngay trước mặt ngươi liền có một vị này. Chu thiên tinh đấu luyện kỹ thuật của ta chính là dựa vào hấp thu chu thiên tinh lực để mà để thăng tu vi này." "Sư đệ, phân đà Vân Môn Sơn tạm thời do một mình ngươi chấn giữ, vì huynh thay ngươi tìm ra một linh mạch trước, ngươi chỉ cần bảo vệ linh mạch này là được." Cố Ngôn Chi nhìn khắp nơi rồi nói: "Sưu tầm linh mạch, thứ nhất là xem hoa văn xu thế của dãy núi. Linh mạch thường đi theo dãy núi chính. Thứ hai, ngươi cần phải có một đôi tuệ nhãn, phát hiện ra chỗ không giống với bình thường. Ví dụ như thác nước kia, sư đệ có nhìn ra chỗ khác biệt của nó hay không?" Diệp Húc nhìn theo hướng ngón tay của hắn chỉ thấy trên vách núi kia quái thạch mọc san sát, một thác nước từ đỉnh núi rơi xuống, tan thành vô số bọt nước, rơi thẳng vào trong đầm ở bên dưới. Trên vách đá sinh trưởng một gốc cây cổ tùng, cây già vững chãi, vững vàng, cắm sâu bên trong nham thạch. Tuy rằng hoàn cảnh sống sinh tồn ác liệt, nhưng cổ tùng này lại xanh rậm rạp, tươi tốt vô cùng. Tán cây của nó giống như một cái ô thật lớn, tỏa sáng màu diệp lục, dị thường khỏe mạnh. "Ồ, sư huynh, cây cổ tùng này sinh trưởng bên trên vách núi, mà cho dù với những cây khác thì lại còn tốt hơn. Hay là nó dính một chút linh căn phải không?" Diệp Phúc vẻ mặt khẽ động, nghi hoặc hỏi. Cố Ngôn Chi gật đầu nói: "Cổ thụ được linh khí làm dịu mới có thể khỏe mạnh như vậy được. Tìm kiếm linh căn bắt đầu từ những nơi mà thường nhân không chú ý tới, tìm kiếm những chỗ khác biệt. Có đôi khi trên mặt đất khô ráo sinh trưởng một đóa hoa lớn kỳ dị, hoặc trên núi đá chơi trọi lại ngưng kết ra một vũng nước ngọt lành. Còn bên trong một ngọn núi nhỏ tràn ngập ra sương mù không tiêu tan. Những nơi này nhìn như tầm thường, dễ dàng sẽ bị bỏ qua. Thế nhưng linh căn thường xuyên lại giấu mình ở trong những chỗ không tầm thường đấy. Tuy nhiên, linh căn lớn nhất của Vân Môn Sơn lại không ở chỗ này, mà bên trên Tử Trúc Phong kìa." Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trung tâm dãy núi Vân Môn có một ngọn núi không tính là cao, trên núi tràn đầy trúc tía, dị thường tươi tốt. Tử Trúc Phong là nơi 7 dãy núi của Vân Môn hội tụ với nhau, chỉ có nơi này mới có thể dưỡng dục ra thượng đẳng linh căn. Tuy nhiên, ta đã tìm kiếm qua núi này một lần, thủy chung không tìm ra được cái linh căn kia. Cố Ngôn Chi thở dài một tiếng rồi nói: "Tìm kiếm linh căn cũng cần phải có vận khí. Rất may mắn mà nói, trong nháy mắt là có thể tìm được. Vận khí không tốt ư? Cho dù tìm kiếm 100 năm cũng không tìm ra được đâu. Sư đệ, nếu như ngươi không tìm thấy được linh căn trên Tử Trúc Phong, liền tới dưới gốc cây tùng bên cạnh thác nước kia đi, trấn thủ linh căn này." Diệp Húc nhẹ nhàng gật đầu nói: "Được, sư huynh yên tâm." Cố Ngôn Chi cười nói: "Linh khí cực kỳ dữ dằn, không có tu luyện tới tam chân cảnh, người một ngụm cũng sẽ bị tan xác mà chết. Sư đệ nhất thiết không được tham công mà tùy tiện hấp thu linh khí tu luyện. Người cứ trấn thủ nơi này đi, ngắn thì 10 ngày, mà lâu thì nửa năm, ta sẽ phái người tới thay cho ngươi. Chu sư đệ, Phương sư đệ, chúng ta đi." Chu Thế Văn cười nói: "Thiếu bảo, lão tử cùng công tử bột đi lĩnh nam tu luyện, sẽ có người chỉ điểm.
Ngươi ngàn vạn lần là không được lười biếng đâu. Phương Thần cũng cười nói, Diệp huynh, đừng đợi chúng ta bước vào tam chân cảnh, ngươi vẫn còn đang ở Bồi Nguyên Kỳ đấy nha. Bọn họ hai người liên tục khích tướng, nhưng không đề cập tới chuyện hai viên thú hoa đan trong tay Diệp Húc, hiển nhiên tính để lại hai đan dược này cho Diệp Húc. Diệp Húc trong lòng cảm động, phất tay mà nói, hai vị thiếu huynh đi trước, thiếu bảo ít ngày nữa sẽ tới. Cố Ngôn Chi tới khởi một con thuyền nhỏ để cho hai người lên thuyền, chỉ thấy thuyền nhỏ chậm rãi bay lên hướng tới phương nam mà phóng tới. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên mình chỉ còn lại một mình Công Dương Đảm mà thôi. Lão già này bởi vì cùng mình lăn lộn một chỗ, kết quả không thể nào sống được ở Thanh Châu nữa rồi, chỉ có thể đi theo hắn. Nếu không chỉ có một mình thì kết quả chắc chắn là phơi thây nơi hang dã rồi. Công Dương Đảm cũng biết những thế gia Thanh Châu sẽ giận chó đánh mèo mà đánh mình, bởi vậy có đánh chết cũng không chịu rời khỏi Diệp Húc nửa bước. Công Dương lão ca, chúng ta đi tới Tử Trúc Phong tìm kiếm xung quanh một chút, xem có tìm được liên can bên Tử Trúc Phong hay không. Diệp Húc cùng Công Dương Giảm đi tới Tử Trúc Phong tìm kiếm xung quanh, mới tới khi mặt trời xuống núi cũng không có tìm được nơi có liên can của Tử Trúc Phong. Ánh đèn rực rỡ vừa sáng lên, Diệp Húc đi lên trên đỉnh núi, hướng ra xa xa nhìn lại, chỉ thấy phía tây khoảng trăm dặm, trên không trung đột nhiên sáng lên rất nhiều ngọn đèn dầu. Đèn vách huy hoàng, rạng rỡ chói mắt, nơi đó chính là tổng đà của Bích Hoa Cung. Đột nhiên 24 viên Đông Hải Giao Nhân Châu từ trong núi dâng lên, chiếu rọi nguyên một dãy núi, giống như phong cảnh của Long Cung dưới đáy biển, sán lạn phi thường. Mà chung quanh lại hắc ám một mảnh. Trong đám núi rừng mênh mông này, Bách Hoa Cung giống như một tiểu liên hoa, hải đăng nguy nga trắng lệ trong mây, cực kỳ bắt mắt. Diệp Húc đỏ mắt, Bách Hoa Cung phô trương thanh thế như vậy mà Vân Môn Sơn lại lạnh tanh, chỉ có hắn cùng Công Dương Đảm hai người, có thể nói là một con mèo nhỏ cùng một con chó nhỏ. Thiếu niên đứng trên đỉnh núi Tử Trúc Phong, nương theo ánh tinh quang ảm đạm mà nhìn qua toàn bộ dãy núi một lượt. Đột nhiên hắn nhìn thấy trong Tử Trúc Lâm có một đạo sáng mờ màu tím lúc ẩn lúc hiện, trong lòng thoáng động. Là linh căn của Tử Trúc Phong sao? Khó trách Cố sư huynh tìm mãi không thấy, thì ra linh căn này trốn ở trong một cây trúc kìa. Diệp Húc đi vào trong Tử Trúc Lâm, tìm được nơi có phiến ánh sáng mờ kia, chỉ thấy đây là một cây trúc tía to chừng một cái bát. Nó khỏe mạnh hơn xa những cây trúc khác, nhẹ nhàng đập một gậy lên thân cây, không ngờ chuyển ra tiếng giòn vang đoang đoang, giống như kim loại bình thường vậy. Trúc tía này ban đêm tản mắt ra ánh sáng mờ âm u, lá trúc cùng cành trúc mang theo một tia khí tử hà, tinh quang chiếu rọi, vẻ tôn quý nói không nên lời. Diệp Húc lấy ra một vu binh, hung hăng chém thẳng xuống Tử Trúc, chỉ nghe thấy keng một tiếng. Vu binh đánh lên trên thân Tử Trúc, ánh lửa văng ra khắp nơi, không ngờ chỉ lưu lại một vết thương mờ nhạt, mà vu binh trong tay của hắn thì bị gãy làm hai. Tử Trúc này không ngờ trời sinh còn cứng rắn hơn cả vu binh, quả thực là bảo vật trời sinh. Diệp Húc bị chấn tới cổ hộ khẩu run lên, lại thay đổi vu binh, liên tục chém tới. Những vu binh này đều bị đứt làm hai đoạn, nhưng cây Tử Trúc thủy chung vẫn không đứt một cành. Diệp Húc đào một ngụm lãnh khí, Công Dương Đảm thì nóng lòng muốn thử. Diệp lão đệ, ta tới thử xem. Dứt lời liền tiến lên, tính dùng sức bẻ gãy cây trúc, nhưng cái cành kia vừa mới bị cong thì đã lập tức bắn lên rồi. Ai nha! Công Dương Đảm kêu lên một tiếng thảm thiết, bị một cành trúc đánh vào mặt, không biết bay đi đâu mất. Tử Trúc này nếu như tế luyện thêm một chút nữa, nhất định sẽ là một kiện vu bảo đây. Diệp Húc trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị, trong lòng lại nhảy loạn lên. Hắn bắt đầu thúc giục huyền tàm bốn cánh, khiến cho nó lao vào thân cây Tử Trúc mà gặm nhấm, chậm rãi cất đứt cành trúc này. Răng nanh của tứ cánh huyền tàm không biết đã được rèn bao nhiêu lần, rốt cuộc cũng cắt đứt được cành trúc này. Nhưng chỉ thấy từ mặt cắt của thân trúc lập tức một dòng suối linh khí phun ra, phun cao cỡ hai xích. Diệp Húc khẽ mỉm cười, hắn rốt cuộc cũng tìm được linh mạch tốt nhất của Tử Trúc Phong. Cây Tử Trúc này ở trong thường xuyên lấy linh căn trong núi hấp thụ linh khí, trong trúc thỉnh thoảng lại cuồn cuộn không ngừng phun ra. Đột nhiên hắn ngại ngẩn ra, cẩn thận đánh giá linh khí từ trong Tử Trúc bắn tới, chỉ thấy linh khí này như thủy ngân, giống hệt như thủy ngân dán sát vào mặt đất vậy. Không ngờ giống như hệt ở Ngũ Độc Động Phủ, ở Hắc Học Lĩnh và ở Ưng Sầu Giản. Hóa ra cái loại sương mù này chính là đại linh khí mà Ngọc Lâu của ta sở dĩ có thể trưởng thành, chính là do tác dụng hấp thu linh khí. Hiện tại Vân Môn Sơn đã có linh mạch lớn nhất rồi, chẳng phải là nói Ngọc Lâu của ta có thể vô hạn tiến hóa trưởng thành, thậm chí còn có thể phiêu vượt qua thất tầng thất tinh thanh quang hàn Ngọc Lâu hay sao? Diệp Phúc trong lòng đột nhiên dâng lên hào khí vạn trượng, hắn cười ha ha trong rừng Tử Trúc, hào hùng nói: Vân Môn Sơn Tử Trúc Phong có thể làm cho thiếu bảo kia giàu lên nhanh chóng, có cây Tử Trúc này có thể trở thành ta hùng bá một phương, vu đạo đại ngạc rồi.
từ Trúc Phong là nơi giao nhau giữa các dãy núi của Vân Môn Sơn Mạch. Nơi này dưỡng dục ra linh căn linh mạch, hẳn là không kém mấy so với Bách Khoa Cung. Diệp Húc cùng Công Dương Đảm, hai người hợp lực chém hết những cây tử trúc chung quanh đó, sửa sang lại một chút, suốt đêm khởi công xây dựng phòng xá ở trên đây. Hai ngày qua đi, một tòa tử trúc tiểu viện, trang viên nhỏ bằng trúc được kiến thiết thành. Tiểu viện này ước chừng khoảng 4-5 mẫu, từ xa nhìn lại, tiểu viện tọa lạc ngay bên trong tử trúc lâm có chút lịch sự tao nhã. Cuối cùng cũng có nơi đặt chân được rồi. Diệp Húc nhìn thành quả của mình có chút vừa lòng. Tiểu viện chia làm hai gian phòng ngủ, hai gian tu luyện, một phòng khách và một phòng luyện đan. Hai gian phòng tu luyện, trong đó một gian là dựa vào cây tử trúc kia. Diệp Húc đặt ngọc lâu của mình trực tiếp bên trong gian phòng tu luyện này để cho nó tự động hấp thu thiên địa linh khí phát ra. Một gian khác thì được hắn nhận làm nơi tu luyện của chính mình. Không phải Diệp Húc không muốn hấp thu linh khí để thăng tu vi, mà là hắn tu luyện tâm pháp chỉ có thể hấp thu chu thiên tinh lực. Địa linh khí đối với vu sĩ khác mà nói cực kỳ quý báu, nhưng đối với hắn mà nói chỉ dùng để nâng cao cấp bậc trong ngọc lâu của mình mà thôi. Hai gian phòng tu luyện này, hắn cất giấu đại bộ phận bí mật của mình, thậm chí ngay cả Công Dương Đảm cũng bị Diệp Húc cấm đi vào. Công Dương Đảm ở bên cạnh dựng một tòa nhà bằng trúc, nghiêm nhiên coi Tử Trúc Phong thành nhà của mình. Vị lão nhân gia này nhận ra rằng mình đã ôm đùi nhầm người, hiện giờ chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Diệp Húc, không dám rời khỏi nửa bước. Diệp Húc tính thu hắn làm môn hạ của Ngũ Độc Giáo. Hắn hiện giờ tuy rằng là phân đà chủ phân đà Thanh Châu, nhưng dưới tay không có người, có Công Dương Đảm ở đây cũng sẽ không tới nỗi quá tịch mịch. Lão già này đi theo Diệp Húc nhưng thật ra không oán không hối hận, mà hắn thầm nghĩ trong lòng: đợi cho phân đà Thanh Châu thịnh vượng thì lão Sơn Dương ta đây chính là nhân vật cấp nguyên lão rồi. Diệp Húc đi vào một gian phòng tu luyện khác, lấy ra tinh thần nguyên tử tinh thạch. Khối tinh thạch vừa mới xuất hiện, lập tức chu thiên tinh lực vài trăm mét chung quanh cuồn cuộn không ngừng rơi vào trong phòng tu luyện. Trong nháy mắt, quanh thân Diệp Húc đã rực rỡ tinh quang, nhiều điểm tinh quang giống như những ngôi sao nhỏ rơi xuống vòng ốc sơ sài này vậy, rồi chúng nó tự xoay tròn bay múa chung quanh Diệp Húc. Những tinh thần tinh lực này có thái dương thái âm, mặt trời mặt trăng, bắt đầu chân vũ, thất tinh thất diệu, 28 vị tinh tú đủ loại. Nó làm cho phòng tu luyện này giống như một vũ trụ thu nhỏ vậy. Tinh thần nguyên tử tinh thạch tác động tới chu thiên tinh lực chung quanh rất khủng bố. Nó so với tốc độ dẫn dắt của Diệp Húc không chỉ gấp trăm lần. Nó không khác mấy so với tác dụng của mãng cổ chu cáp chấn thiên ấn của Diệp Tư Đạo. Mãng cổ chu cáp chấn thiên ấn là vu bảo mà tổ tiên Diệp gia luyện chế, mà khối tinh thần nguyên tử tinh thạch này chưa từng mài luyện qua. Khối đá này còn có không gian rất lớn để nâng cao hơn nữa. Nếu ta đem khối tinh thần nguyên tử tinh thạch này mở ra, bày ra trận pháp tiểu chu thiên tinh đấu, tốc độ dẫn dắt chu thiên tinh lực sẽ khủng bố như thế nào đây? Diệp Húc không khỏi có chút chờ mong. Tuy nhiên, tốc độ dẫn dắt của khối tinh thần nguyên tử tinh thạch này đối với hắn dĩ nhiên là đủ dùng, thậm chí là còn có dư. Hắn tu vi thấp, không thể hấp thu nhiều chu thiên tinh lực cho lắm, bóc nhỏ nhiều mảnh tinh thần nguyên tử tinh thạch ra mà bày trận thì có hơi thừa thì phải. Hơn nữa, khối tinh thần nguyên tử tinh thạch này rất cứng, còn cứng hơn vu binh bình thường, hắn tạm thời không có năng lực cắt ra. Diệp Húc đang muốn tĩnh tâm tu luyện, đột nhiên trong núi Vân Môn chuyển tới một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Ngay sau đấy, từng tiếng sấm chuyển tới, ầm vang, chấn động không ngừng, thậm chí làm cho tử trúc phong rung lên nhẹ nhẹ. Hắn đi ra ngoài nhìn lại, chỉ thấy trời quang sáng sủa, ngàn dặm không mây, tiếng sấm từ một góc sáng trong núi chuyển tới. Tuy nhiên Vân Môn Sơn rộng lớn trăm dặm, hắn cũng không biết tiếng sấm này là phát ra từ nơi nào. Sau một lúc lâu, tiếng sấm dần dần bình ổn, tiếng thu hống cũng biến mất không thấy. Chẳng lẽ Vân Môn Sơn này còn có yêu vật gì khủng bố bên trong hay sao? Diệp Húc kinh nghi bất định. Còn Công Dương Đảm sợ tới mức sắc mặt vàng như đất, vội vàng lên tiếng: Diệp lão đệ, Vân Môn Sơn này chỉ sợ cũng không an toàn, không bằng đi tìm cái sơn động nào cứng cáp hơn. Lão ca, Vân Môn Sơn chính là địa bàn của ta, khiến cho ta phải đào động mà trốn trong nhà mình hay sao? Thực sự là chê cười mà. Mặc kệ trong núi này có yêu vật lợi hại như thế nào, hoặc có bảo bối gì đây, hết thảy đều phải là của họ Diệp ta. Diệp Húc lắc đầu bật cười, trở lại phòng tu luyện. Hắn hiện giờ thực lực còn rất thấp, nhu cầu cấp bách là tu luyện, khiến cho tu vi của mình tăng mạnh. Tạm thời cũng không có thời gian đi xem trong Vân Môn Sơn này cất giấu yêu vật gì tồn tại. Trong phòng tu luyện, Diệp Húc há miệng hút một cái, lập tức hết thảy chu thiên tinh lực bị hắn hút vào trong miệng, thẳng vào đan điền, âm ầm hóa thành nguyên khí dũng mãnh hướng đi quanh thân. Lợi dụng tinh thần nguyên tử tinh thạch mà tu luyện khiến cho tốc độ của hắn so với trước đây còn nhanh hơn. Mỗi một lần hô hấp đều khiến cho nguyên khí của hắn tăng lên một mảng lớn. Tu vi của hắn lấy một tốc độ khủng bố mà không ngừng tăng tiến về phía trước. Hơn nữa, từng ăn viên bạo viên đan rồi,
hắn đã khai thông tất cả các quan tạp cho tới tam chân cảnh hạo nguyệt kỳ. Chỉ cần có đủ nguyên khí, Diệp Phúc tu vi không ngừng tăng vọt, một đường đi lên thẳng tới hạo nguyệt kỳ mới có thể chậm lại. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hắn đã thành công đột phá, tu vi đạt tới bổ nguyên thất phẩm, quanh thân chân nguyên phát ra càng nóng cháy, đan điền giống như cái hỏa lò lớn trải rộng ngọn lửa màu lam. Tu vi của hắn còn không ngừng tăng vọt, qua mấy ngày lại đột phá tiến vào bổ nguyên bát phẩm, lại qua tiếp 10 ngày vọt tới bổ nguyên cửu phẩm. Loại tốc độ tu luyện khủng bố này, cho dù là đệ tử trung tâm của danh môn đại phái cũng không thể theo kịp. Trong lúc hắn tu luyện, trong núi Vân Mộng thi thoảng lại truyền ra tiếng thú giống, thỉnh thoảng có một đoàn yêu vân từ trong thung lũng dâng lên núi, lời ấm đứt quãng cũng thường thường vang lên. Diệp Phúc làm như mắt điếc tai ngơ, chuyên tâm tu luyện. Trước đó không lâu, hắn có đủ chuyện cần làm cuốn lấy, không rảnh nâng cao tu vi. Hiện giờ tính tâm lại, liền tính toán đưa tu vi của mình tăng lên cố nguyên kỳ. Cố Ngôn Chi vẫn không trở về, chắc không có chuyện gì cần làm. Diệp Phúc mừng rỡ, tiếp tục tiến tới cố nguyên kỳ. Từ trong miệng của Ưng Tiên Sinh, khi tu luyện tới cố nguyên kỳ, đan điền bị mở rộng tới cực hạn, sung mãn mênh mông nguyên khí, giống như một vòng mặt trời chói chang. Lúc này lượng nguyên khí không thể gia tăng, chỉ có thể nâng cao chất của nguyên khí. Nếu có thể tu luyện tới cảnh giới này, hắn liền có thể tu luyện cửu chuyển nguyên công, nâng cao một bậc loại vũ đạo tâm pháp thần kỳ này. Nếu tu luyện tới cố nguyên cửu phẩm, đan điền cũng không tiếp tục khuếch trương nữa, mà là nguyên khí dần dần hòa tan, hướng tới chân nguyên mà chuyển hóa. Bởi vậy mới có tên là dung nguyên kỳ. Dung nguyên kỳ vô sĩ, nguyên khí đại nhật như luân, lan tràn kỳ diệu quanh thân, bất kể là vu pháp hay là tế luyện vu binh đều thuận buồm xuôi gió. Ngày hôm đó Diệp Phúc tu luyện tới chỗ mấu chốt, đột nhiên cảm thấy nguyên khí của Vân Môn Sơn sao động. Lúc này hắn đình chỉ tu luyện, đi ra khỏi phòng tu luyện, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía nam trên không trung xuất hiện một vầng hào quang màu xanh ngọc bích, càng lúc càng lớn. Đợi cho hào quang tán đi hết trong Tử Trúc Phong, Diệp Phúc mới nhìn thấy rõ, hóa ra là một con thuyền con. Thuyền con chậm rãi đáp xuống Tử Trúc Lâm, từ trong thuyền có 8 vũ sĩ đi ra, tuổi cũng không lớn. Trong đó có một thanh niên chừng 30 tuổi, nhìn thấy Diệp Phúc cũng quyết gọi mọi người lại cùng tiến tới, rồi chắp tay nói: "Đệ tử Thạch Trường Thành, Tiêu Nguyệt, ra mắt Diệp Thư Thúc." Mấy người khác cũng chào hỏi, miệng nói sư thúc. Diệp Phúc trong lòng vừa động, hắn cười nói: "Các ngươi là đệ tử của Ngũ Độc Giáo hay sao? Mà sao Cố Ngôn Chi sư huynh còn chưa tới vậy?" Thạch Trường Thanh cung kính nói: "Cố sư thúc khi trở lại trong giáo, nói chuyện của Quỷ Vương Tông với giáo chủ, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho Phân Đà Thanh Châu. Giáo chủ giận đến tím mặt, liền mang theo Cố sư thúc và vài vị sư thúc sư bá khác đi tới Quỷ Vương Tông đập bãi rồi. Cố sư thúc trước khi đi chỉ bảo đệ tử chờ, nói Thanh Châu Phân Đà chỉ có một mình Diệp sư thúc trấn thủ, bởi vậy bảo 8 người chúng ta tới nghe theo điều khiển của sư thúc kia." Diệp Phúc một lúc lâu sau không nói được gì. Ngũ Độc Giáo giáo chủ cũng là người nóng tính, không ngờ mang theo đống cao thủ như vậy đi tới Quỷ Vương Tông đập bãi. Đám người Thạch Trường Thanh cao thấp đánh giá Diệp Phúc, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ dị sắc. Lúc này nguyên khí canh thân Diệp Phúc cũng bắt đầu khởi động, tràn ngập ra một cỗ nhiệt lực. Trong bất chi bất giác, bọn họ cảm thấy như mình không phải đang đứng trước mặt một gã vô sĩ, mà là trước một vầng mặt trời đang chuẩn bị mọc lên, phát ra nhiệt lực vô cùng vô tận. "Trước khi chúng ta tới đây, Cố sư thúc không phải nói Diệp sư thúc gần như mới tu luyện tới bổ nguyên lục phẩm hay sao? Sao mới có ngắn ngủi có 10 ngày mà hắn đã luyện tới cố nguyên cảnh rồi? Khó trách Cố sư thúc có đối với hắn khen ngợi không dứt miệng như vậy. Nói có một mình Diệp sư thúc ở đây liền đủ chấn thủ được Thanh Châu rồi. Chúng ta tới nơi này chỉ là thiêu hoa trên gấm mà thôi." Diệp Phúc cẩn thận đánh giá bọn họ, chỉ thấy đám người này tu vi cực kỳ cao thâm, nguyên khí đại nhật như luân, rõ ràng là dung nguyên kỳ vũ sĩ rồi. Trong đó Thạch Trường Thanh tu vi cao nhất, sâu không lường được, hắn đã đạt tới tam chân cảnh, nếu không cũng không có khả năng khống chế vũ bảo mà phá không phi hành tới đây. "Ngũ Độc Giáo quả nhiên là có rất nhiều tiền, tùy tiện phái ra một đệ tử tới đây thôi đã có nội tình như một thế gia nội phủ rồi." Diệp Phúc trong lòng tán thưởng. Công Dương Đảm cũng cung quýt đi ra chào hỏi đám người Thạch Trường Thanh. Diệp Phúc cười nói: "Thanh Châu Phân Đà cũng không có nhiều quy củ đâu, các ngươi có thể tự mình kiến tạo phòng ở, không câu nệ nơi nào cả, nơi nào cũng được. Thạch huynh đệ, trên vách đá không xa nơi này có một chỗ linh thạch, ngươi có thể mở động phủ ở đó mà tu luyện." Thạch Trường Thanh trong lòng mừng rỡ, hắn tu luyện tới tam chân cảnh, một thân nguyên khí hóa thành chân nguyên, dựa vào nguyên khí thái dương mà tu luyện, tốc độ thực sự là quá chậm. Chỉ có linh mạch mới có thể khiến cho tu vi của hắn tăng nhanh. Linh mạch ở Ngũ Độc Giáo khan hiếm, trong núi hắn cũng không có động phủ riêng của mình, hiện giờ mới tới Vân Mộng Sơn đã được một chỗ, trong lòng đúng là cực kỳ cảm kích Diệp Húc. Đột nhiên tiếng lôi âm cùng thú giống ầm ầm vang lên, đám người Thạch Trường Thanh không khỏi lộ ra dị sắc. 7 người Tiêu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau thảo luận mà nói:
Thạch Huy tu vi cao thâm, được Diệp Sư Thúc coi trọng, chúng ta mới tới, không thể để cho Diệp Sư Thúc khinh thường chúng ta được. Tiếng thú giống vừa rồi hẳn là có yêu vật quấy phá đi, không bằng nhân cơ hội này diệt trừ đi yêu vật kia, cũng để cho Sư Thúc nhìn chúng ta tốt hơn kìa. Tương lai chúng ta đột phá tới tam chân cảnh, cũng có một động phủ tốt mà là tu luyện. Diệp Húc nghe vào trong tai cũng không để ý. Bảy người thảo luận xong lập tức nhích người. Không bao lâu sau chỉ có một mình Tiêu Nguyệt trở về, cả người đều là máu, khóc lóc kể với Thạch Trường Thành: Sư huynh, chúng ta tới nơi con thú kia giống, chỉ thấy một cái đầu hắc khùng. Những vị sư huynh đệ khác hết thấy đều bị hắc khùng này bắt rồi. Nó bắt mọi người cày ruộng ở trong cốc, chỉ có một mình ta trốn thoát được. Thạch Trường Thanh còn chưa tạo thành được động phủ của mình, nghe thấy vậy giận tím mặt nói: Hay, hay cho một con hắc khùng kiêu ngạo, mà các người cũng thật là không đánh lại được một con hắc khùng hay sao? Làm mất thể diện của ngũ độc giáo chúng ta quá mà. Đợi ta tự mình đi thu thập nó vậy. Dứt lời, hắn đi vào trong Tử Trúc Phong, hướng tới Diệp Phúc xin chỉ thị, liền cùng Tiêu Nguyệt đi tìm con hắc khủng đen thủi kia. Phát ra tiếng giống và tiếng sấm, không ngờ lại là một đầu hùng yêu sao? Diệp Phúc trong lòng có chút tò mò, đợi sau một lúc lâu, chỉ thấy một mình Tiêu Nguyệt trở về, ấp ba ấp úng, không dám nói lời nào. Sao? Thạch Trường Thanh đâu rồi? Diệp Phúc nhấn lại hỏi. Tiêu Nguyệt lệ rơi đầy mặt, nức nở mà nói: Bị hắc khủng kia bắt rồi, cùng các sư huynh đệ khác cùng nhau đang cày ruộng, thế nhưng đem thả ta ra. Hắc khủng có nói ngươi phải bảo với Sư Thúc ngươi phái thêm vài người nữa qua. Diệp Húc trong lòng vừa sợ vừa giận, ngũ độc giáo cấp cho mình 8 gã đệ tử đắc lực, không ngờ trong vòng một ngày đều bị một đầu hắc khủng bắt lấy. Hơn nữa hắc khủng này không ngờ còn am hiểu cơ mưu, thả ra một người để đi tìm viện binh, dẫn càng nhiều người hơn nữa tới làm ruộng cho hắn. Phái thêm vài người đi qua ư? Chẳng lẽ đầu hắc khủng này còn muốn bắt thêm toàn bộ đệ tử phân đà Thanh Châu này hết thảy đi tới làm ruộng cho nó phải không? Diệp Húc giờ khóc giờ cười, kiên nhẫn mà dò hỏi: Tiểu Nguyệt, ngươi cứ từ từ mà nói, đầu hắc khủng kia dùng thủ đoạn gì mà bắt được các ngươi vậy? Tiểu Nguyệt tĩnh tâm lại, cẩn thận nói qua toàn bộ quá trình một lần. Hóa ra bởi người bọn họ tìm được thâm cốc sâu bên trong Vân Môn Sơn kia, phát hiện bên trong có một mảnh dược viên, có hơn 10 loại dược tài hiếm có, trong đó thậm chí có cả bích huyết kim liên. Chủng linh dược này đã đánh động lòng tham của bọn họ. Bảy người bọn họ chuẩn bị hái dược thì nào biết được bên cạnh một đầu hắc khủng cao lớn hơn trượng nhảy ra. Nó không nói năng gì, huy quyền đánh liền, đả thương hết thảy bọn họ, chỉ có một thả một người về. Đầu hắc khủng kia cũng không giết người mà bắt bọn họ cưỡng chế khai khẩn mấy đất hoang, làm cỏ bắt sâu, coi bọn họ trở thành nông phu để sai khiến. Bích huyết kim liên sao? Diệp Húc nao nao. Trong ngũ độc kinh ghi lại, huyết tàm bốn cánh, nếu muốn tiến hóa thành thiên tàm hoặc kim tàm phải dùng lại dược liệu là bích huyết kim liên này để nuôi nấng. Nếu như huyết tàm bốn cánh có thể biến hóa, tiến hóa thành thiên tàm hay kim tàm, uy lực của nó liền tương đương với Vu Bảo. Thạch Trường Thanh sao lại bị nó bắt được? Chẳng lẽ Vu Bảo cũng không gây tổn thương được cho nó hay sao? Diệp Húc tiếp tục hỏi. Thạch Trường Thanh chính là tam chân cảnh tam nguyên kỳ cao thủ, có thể thao túng Vu Bảo, thực lực cực kỳ hùng mạnh, gần với những gia chủ thế gia Thanh Châu. Tiểu Nguyệt xấu hổ mà nói. Thạch sư huynh vừa mới tu luyện tới tam chân cảnh, còn không có luyện ra được Vu Bảo, chỉ có một kiện vũ binh thôi. Thạch sư huynh vừa tế khởi vũ binh liền bị hắc khủng kia một quyền đánh nát, sau đó sư huynh thả cổ trùng ra. Thật không ngờ được rằng hắc khủng kia tu luyện ra yêu nguyên chân hóa, đốt cháy hết cả đám cổ trùng. Sư huynh đành phải vận dụng vu pháp so chiêu với đầu hắc khủng đó. Hắn còn chưa xuất ra được mấy chiêu thì đã bị hùng yêu tới gần người ôm lấy, bắt tới dược viên đi làm việc rồi. Đầu hùng yêu khi động thủ không hề dùng vu pháp hay vu binh vu bảo gì cả, chỉ có điều dựa vào thân thể mạnh mẽ liền đánh cho chúng ta nước chảy hoa rơi rồi. Công Dương Đàm ở bên cạnh luôn luôn lắng nghe, đột nhiên mở miệng nói: Tiểu sư huynh, đầu hùng yêu kia có phải bên sườn có cánh hay không? Tiêu Nguyệt cẩn thận suy nghĩ lại, gật gật đầu nói: Đầu hùng yêu kia quả thật bên sườn có đôi cánh, thế nhưng mà cánh quá nhỏ, ta đoán chừng cũng không thể bay được. Công Dương Đàm cười nói: Diệp Sư Thúc à, xem ra ẩn cư trong Vân Môn Sơn hơn phân nửa là một đầu hùng bi rồi. Hắn thấy đám người Tiêu Nguyệt xưng Diệp Húc là Sư Thúc, cũng không dám tiếp tục kêu Diệp Lão Đệ nữa, cho nên giống như đám người Tiêu Nguyệt kêu Diệp Húc là Sư Thúc cho lành. Diệp Húc quay đầu lại nói: Sao, hùng bi là cái gì? Công Dương Đàm vội vàng giải thích: Hùng bi hay còn được gọi là phi hùng, rất ít gặp, sườn sinh ra hai cánh có thể bay được. Loại yêu thú này có thực lực lớn vô cùng, toàn thân như thép vậy, đao binh khó thương. Hơn nữa hùng bi được công nhận là bách thảo, bách độc bất xâm, thường xuyên gieo trồng linh thảo cho chính mình.
Loại này mà tu thành tinh thì chính là khắc tinh của ngũ độc giáo ta kìa. Hắn nghiêm nhiên coi mình là đệ tử của ngũ độc giáo, mở miệng ra là nói ngũ độc giáo chúng ta. Tiêu Nguyệt không khỏi nhìn lão già này bằng cặp mắt khác xưa. Hắn lúc vừa tới từng có chút coi thường Công Dương Đảm, hiện giờ lại không thể không bội phục kiến thức uyên bác của hắn. Sư thúc, hay là đi tới ngũ độc giáo xin thêm viện binh vậy? Diệp Húc nghe vậy liền cười nói, ta mới trở thành đà chủ không lâu, gặp chút chuyện nhỏ thì đi tìm viện binh chẳng phải là khiến cho cố sư huynh bị chê cười hay sao? Đầu hùng bi này để ta đối phó với nó, ta vừa vặn thiếu một đồng tử xử lý chuyện dược viên. Trời có mắt mà, đầu hùng bi này tự nhiên lại tức cửa. Các ngươi cứ chờ ta một lát, ta tu luyện trong chốc lát khôi phục lại tu vi, sẽ đi thu phục con hắc cùng kia. Dứt lời, hắn đi vào phía sau Tử Trúc tiểu viện. Sau một lúc lâu, hắn vội vàng đi ra, đi về phía sau núi mà tới. Tiêu Nguyệt và Công Dương Đảm đứng ngơ ngác nhìn nhau. Qua thật lâu sau, Tiêu Nguyệt mới phát ra một ngụm trọc khí rồi cười nói, Công Dương lão ca, đà chủ muốn đích thân động thủ với hắc hùng kia, liệu có nắm chắc không vậy? Trong lòng của hắn đúng là cực kỳ hoài nghi bản lĩnh của Diệp Húc. Dù sao Diệp Húc cũng chỉ là bồi nguyên cửu phẩm, thậm chí còn không có hoàn toàn bước vào cố nguyên kỳ, tu vi đừng nói là không bằng hắn, cho dù là Công Dương Đảm cũng phải cao hơn so với Diệp Húc mấy phần. Ngay cả tam chân cảnh chân nguyên kỳ Thạch Trường Thanh cũng bị đầu hùng bi kia bắt đi, huống chi tu vi của Diệp Húc còn xa xa mới bằng được bọn họ. Công Dương Đảm do dự một chút, nhỏ giọng mà nói, Diệp sư thúc hơn phân nữa là muốn sử dụng thú hoa đan rồi, mượn uy lực của thú hoa đan sẽ có thể hàng phục được đầu hùng bi kia. Tiêu Nguyệt cũng từng nghe Cố Nguyên Chi nói, biết được Diệp Húc dùng một viên thú hoa đan hóa thân thành kim mao thủy viên, gần như làm thịt hết bát đại gia chủ của thế gia Thanh Châu. Hắn đúng là ôm thái độ hoài nghi về việc này, thầm nghĩ, có thể đưa tu vi tăng lên tới hạ nguyệt kỳ, thú hoa đan phải là vô sĩ chân nguyên kỳ mới có thể dùng được. Diệp sư thúc tu vi thấp như vậy, ăn thú hoa đan vào khẳng định là bị nổ tan xác và chết đi. Hơn phần nữa là cố sư thúc vì thành toàn cho hắn mới thêm mắm thêm muối, khoa trương lên rất nhiều rồi. Trong ngũ độc giáo, đệ tử luyện chế thú hoa đan cũng không ít. Hắn còn chưa bao giờ nghe thấy việc có ai có thể liên tục vượt qua 10 cấp bậc dùng thú hoa đan cao đẳng. Cả hai đều mang tâm tư riêng, đợi một lát lại nghe thấy sau núi truyền tới từng đợt thú giống, một cỗ khí thế cuồng bạo khắc thường dâng lên, trong lòng hai người không khỏi hồ nghi. Diệp Thứ Thúc tới cùng là tu luyện vu pháp gì vậy? Lại đợi tiếp nửa canh giờ, Diệp Húc thản nhiên từ phía sau đi tới, cười nói, đi thôi, theo ta đi hàng phục đầu hùng bi kia. Hai người trong lòng buồn bực vạn phần. Tiêu Nguyệt đánh bạo nói, sư thúc, ngài có nắm chắc chứ? Nếu ngay cả ngài cũng bị đầu hùng bi kia chụp tới làm nông phu, phân đà Thanh Châu chúng ta không còn người nữa rồi. Diệp Húc mỉm cười không nói, nghĩ thầm, đám đệ tử ngũ độc giáo phái tới này tuy rằng đối với ta tôn kính, nhưng thấy tu vi của ta không bằng bọn họ, tuổi lại nhỏ hơn bọn họ, trong lòng vẫn là có chút khinh thường ta rồi. Nhân cơ hội này làm cho bọn họ phải kinh sợ, để cho bọn họ biết được ta có thể trở thành sư thúc của bọn họ, trưởng quản Thanh Châu phân đà hoàn toàn không phải là may mắn. Ba người đi tới bên trong một mảnh thung lũng. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phiến thung lũng này giống như miệng cái chén lớn, trong cốc cực kỳ bằng phẳng, chung quanh vách đá bóng loáng như gương. Trong núi kỳ hoa dị thảo rực rỡ muôn màu, thường thường từ trong rừng rậm chạy ra một đầu hưu sao, lướt mắt nhìn thấy bọn họ một cái rồi lặng yên trở lại trong rừng. Địa phương này thật tốt, thật không ngờ đầu hùng bi kia cũng có ánh mắt nhìn, ẩn cư ở trong này. Diệp Húc đi theo Tiêu Nguyệt tới phía trước, đi được không bao xa thì thấy mấy gian thảo lư đã xuất hiện ở ngay trước mắt. Mấy gian thảo lư này là xây dựng dựa vào vách núi. Phía trước thảo lư có một mảnh bình nguyên, kiến thành một mảnh dược viên, dược tài đủ loại, có hoa có cỏ. Đám người Thạch Trừng Thanh vẻ mặt đau khổ, có người đang khai khẩn ruộng đồng, có người đang làm cỏ bắt sâu. Mà ở bên cạnh dược viên, một đầu hắc khủng đang nằm trên một cái ghế trúc. Một đệ tử ngũ độc giáo đứng ở bên cạnh dùng sức huy động cái quạt quạt cho hắn, bộ dạng nghiêm nhiên như một địa chủ vậy. Đầu hắc khủng kia cực kỳ hùng tráng, biến hóa thành hình người nhưng vẫn như trước là một thân lông đen, so với ăn ngưu của La Phù Đảo còn muốn có lực hơn rất nhiều. Đệ tử kia nhìn thấy Diệp Húc vội vàng nhíu mày nhíu mắt với chung quanh, ra hiệu không thể tiến lên. Đám người Thạch Trường Thanh cũng lưu ý tới ba người Diệp Húc, trong lòng âm thầm kêu khổ. Tốt quá rồi, ngay cả sư thúc cũng chu đầu vào lưới, phân đả Thanh Châu ngũ độc giáo chúng ta có thể nói là toàn quân bị diệt. Tất cả đều bị đầu hắc cùng này nắm ở trong tay. Tin này mà lan truyền ra ngoài, ngay cả tổng đàn cũng không có thể diện mà gặp người nữa rồi. Quả nhiên lại có thêm vài viện binh nữa tới. Đầu đại hắc hùng kia
Nhìn đám người Diệp Phúc tới, lập tức nhảy dựng lên. Nó đứng lên thân cao hơn trượng, sườn hé ra hai cái cánh nhỏ mỏng như cánh ve. Quả nhiên là lưng hùm vai gấu, uy phong lẫm lẫm. Nó cười ha ha nói: "Vài người các ngươi cũng không cần phải đi nữa đâu, ngoan ngoãn lưu lại trồng trọt cho Hùng lão gia ta đi." Diệp Phúc đứng ở đằng xa chắp tay cười nói: "Hùng huynh, tiểu đệ..." Đầu Hùng yêu kia rít gào một tiếng, nhanh chóng đi về phía Diệp Phúc, cả giận nói: "Tiểu tử kia, ngươi nghe cho rõ đây, lão gia tên là Hùng Bá Thiên, không được gọi cái danh tự Hùng Hùng cái gì cả." "Ồ, Hùng Bá Thiên, cái tên này rất hùng tráng." Diệp Phúc ngạc nhiên cười nói: "Tiểu đệ là địa chủ phiến vân sơn môn này, phạm vi trăm dặm đều là địa bàn của tiểu đệ. Ngươi ở địa bàn của ta, bắt người của ta đi, chỉ sợ không thể nào nói nổi rồi." Đầu Hắc Hùng kia nắm chặt tay tạo nên những tiếng rung động, bang bang, nhe răng cười độc ác nói: "Địa bàn của ngươi sao? Lão gia ta ở trong này tu luyện đã vài chục năm, từ thu hóa yêu, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Hãy bớt sảm ngôn đi, ai nắm tay mạnh hơn thì người đó là địa chủ. Chúng ta đánh một hồi, ngươi nếu thắng được, vân môn sơn về ngươi. Nếu ngươi thua, phạm vi trăm dặm quanh đỉnh núi này hết thảy thuộc về ta. Vài người các ngươi cũng phải lưu lại để xử lý dược viên cho lão gia ta kìa." Diệp Phúc cười nói: "Được, ta đáp ứng rồi. Tuy nhiên còn một điều kiện, nếu như ngươi thua cũng phải xử lý dược viên thay ta." Đám người Thạch Trừng Thanh nghe thấy Diệp Phúc cùng đầu Hắc Hùng kia đánh cuộc, không khỏi sắc mặt vàng như đất, liếc nhau, trong lòng yên lặng thầm nghĩ: "Vân Đả Thanh Châu ta toàn quân bị giết, đành phải đợi khi tổng quản phát hiện ra có điều không ổn, phái người tới cứu nhóm chúng ta thôi." "Nếu là để cho tổng quản phái người tới cứu thì thật là quá mất mặt mà." "Hey, đầu Hắc Hùng này bắt cả Vân Đả Thanh Châu lan truyền ra ngoài Ngũ Độc Giáo, chúng ta cũng không còn thể diện trước mặt đồng đạo mất rồi." Thạch Trừng Thanh đám người không yên bất an. Diệp Phúc cởi áo lam của mình ra, lộ ra thân hình cường tráng. Hắn cười nói: "Tiểu đệ chính là chủ nhân của Vân Môn Sơn, ngươi là khách nhân, ta đứng yên ở đây nhường ngươi ba chiêu." Đám người Thạch Trừng Thanh không đành lòng mà nhìn, ngay cả bọn họ cũng không phải là đối thủ của đầu Hắc Hùng kia. Bị nó dùng một chiêu bắt giữ, tu vi của Diệp Phúc còn không bằng bọn họ, khẳng định bị Hắc Hùng kia đánh thành thịt vụn mất thôi. Đầu Hùng bi kia lướt nhìn thân hình không tính là cường tráng của Diệp Phúc kia, hắn cười ha hả: "Nhìn xem, ngươi gầy như gà vậy, cả người không tới 2 cân thịt. Lão già nếu động thủ trước cũng chính là ức kiếp ngươi quá rồi. Lão già không cần, ngược lại muốn nhường ngươi ba chiêu." "Cung kính không bằng tuân mệnh, Hùng huynh nói như vậy, tiểu đệ không khách khí nữa vậy." "Nói nhảm ít thôi, đánh nhanh đi." Hùng Bi tức giận rít gào. Diệp Phúc mặc quần áo vào, chậm rãi đi tới trước người của hắn hơn một trượng. So với dáng vẻ cao lớn của Hùng Bi, hắn có chút nhỏ quá đi. Diệp Phúc chậm rãi tới Khởi Ngọc Lâu, tòa nhị tầng thanh quang hàng ngọc lâu hơi chấn động, ong ong rung động, tạo thành từng đạo thanh quang làm cho mặt đất bị dập nát. Ngọc lâu của hắn tuy rằng không có trưởng thành biến thành vô lượng huyền hoàng lâu, nhưng so với trước đây dĩ nhiên cao hơn 2 trượng, tản mát ra khí tức cổ xưa ngưng trọng. Ngọc lâu chậm rãi xoay tròn, đứng lại trên đỉnh đầu Hùng Bi. Diệp Phúc mỉm cười nói: "Hùng huynh cẩn thận, tiểu đệ động thủ đây." "Hãy gọi ta là Hùng Bá Thiên." Hùng Bi phát ra nóng nảy cả giận nói: "Nào, đừng có lề mề nữa, lão gia nhường ngươi ba chiêu là ba chiêu, tuyệt đối không né tránh. Nếu còn vô nghĩa nữa, lão gia đánh một quyền phá nát cái ngọc lâu này của ngươi, cho ngươi khóc không ra tiếng nữa kìa." Diệp Phúc thở dài: "Kỳ thực một chiêu cũng đủ rồi, can giải dao còn chưa động thủ." Vừa dứt lời, trong ngọc lâu liền xuất hiện một cái đầu cực lớn, giống như ngựa lại không phải ngựa, giống dao mà không phải dao. Cái cổ của nó che kín lân long, giao long, sau cổ tràn đầy gai xương vây lưng, tản mát ra từng trận hung uy, dữ tận khủng bố. Quái vật này đúng là can giải dao mà Diệp Tam Bảo đưa cho Diệp Phúc. Sau khi tới Thanh Châu, bị Diệp Phúc đưa tới không gian ngọc lâu mà nuôi dưỡng. Thất giao long mã này tắm ở trong ngọc hoa giao chỉ trong ngọc lâu, được nước trong ngọc hoa giao chỉ ân cần săn sóc, long lân quanh thân tỏa sáng lập lòe, so với trước càng thêm uy mãnh hơn nhiều. Can giải dao vừa mới ngó đầu ra khỏi cái bệ ngọc lâu, liền răng rắc một ngụm cắn vào nửa người trên của Hùng Bi. Hùng Bi còn dãy giụa phản kháng, can giải dao co rụt đầu lại, kéo hắn trở lại bên trong ngọc lâu. Diệp Phúc bắt tay duỗi ra, chỉ thấy ngọc lâu dần dần thu nhỏ lại, ước chừng cao 2 thước, rơi vào trong tay của hắn, lắc đầu mà nói: "Hùng ngu, nếu là Chu Thế Văn, Phương Thần bọn họ tuyệt đối không dám để ta ra trước ba chiêu đâu." Hắn sở dĩ ở sau núi Tử Trúc Phong tu luyện, không phải là tu gia vô pháp, mà là dạy dỗ can giải dao, khiến cho thất giao long mã này quen thuộc cách từ trong ngọc lâu chui ra mà đánh lén.
Đám người Thạch Trường Thanh nhìn mà nghẹn họng chân chối, sau một lúc lâu không nói thành được lời. Mấy vị sư đệ còn thất thần làm cái gì? Diệp Húc thu hồi lại ngọc lâu rồi nói: đem toàn bộ dược viên này xử lý hết đi, hết thảy mang tới Từ Trúc Phong ta. Ta thu phục đầu Hùng Yêu này, để cho hắn đi xử lý dược viên là được rồi. Đám người Thạch Trường Thanh còn đang ngẩn người, vẫn chưa phục hồi lại tinh thần như cũ. Thậm chí Tiêu Nguyệt cũng đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn vào nơi Hùng Bi vừa đứng. Cũng may Công Dương Đảm bị Diệp Húc làm cho khiếp sợ, cũng có chút chết lặng, nhưng lập tức tỉnh ngộ lại được, trong lòng có chút khinh miệt mấy người này. Ngu ngốc, tu vi các ngươi dù cao, kiến thức lại nông cạn, không biết Diệp Sư Thúc thủ đoạn thế nào sao? Diệp Húc chỉ bảo cho hắn ở lại đây chỉ huy đám người Thạch Trường Thanh quân vác cả dược viên, nhổ dược tài trồng bên trong mang về. Sau đó hắn trở về núi. Lúc này tiếng ầm vang như sấm truyền tới đinh tai nhức óc. Chẳng lẽ tiếng sấm này không phải do đầu Hùng Bi làm ra sao? Diệp Húc trong lòng kinh nghi bất định, thầm nghĩ: trong núi Vân Môn này còn có yêu vật khác nữa hay sao? Tiếng sấm nặng nề như thể truyền tới từ dưới mặt đất tới vậy, vang một lát lập tức bình ổn trở lại, khiến người ta không thể phân biệt được phương vị. Diệp Húc lắc đầu trở lại Từ Trúc Phong. Hắn đi không được bao lâu, đám người Thạch Trường Thanh rốt cuộc mới hồi phục lại tinh thần. Tiêu Nguyệt chỉ vào địa phương nơi đầu Hùng Bi kia biến mất, lắp bắp mà nói: Thạch sư huynh, đầu hắc hùng vừa rồi răng rắc một tiếng rồi không thấy đâu nữa, là đám người còn lại hồn bay phách lạc nói: ta vừa mới nhìn thấy bên trong ngọc lâu của Diệp Sư Thúc nhảy ra một con ác dao, cắn một cái nuốt cả đầu Hùng Yêu kia vào trong bụng rồi. Sai lầm rồi, hẳn là một con long mã mới phải. Là dao, ta tuyệt đối không nhìn lầm đâu. Tổng đàn ngũ độc giáo của chúng ta có nuôi dưỡng một con ác dao, còn chưa có trưởng thành, mỗi ngày ở trong hóa long trì, lời muốn chết kìa. Đồng môn sư huynh nếu muốn tu luyện vô pháp như thanh dao, thanh dao kiểu kích, đều phải cung phụng huyết thực cho nó, để nó ăn no, nó mới bằng lòng trồi lên mặt nước cho người ta quan tưởng. Mấy người khắc khẩu không ngớt. Công Dương Đảm cười lạnh thầm nghĩ: một đám ngu ngốc, nếu như nhìn thấy Diệp Sư Thúc hóa thân thành yêu viên, tế khởi hơn 10 thủy long dao, Thành Châu Bát Đại Thế Gia gia chủ Lương Vương còn có A Ngưu của A La Phù Đạo, thiếu chút nữa bị cắt thành từng mảnh nhỏ, thế cảnh đó chỉ sợ càng thêm khiếp sợ thôi. Hắn lại không nhớ rõ lúc trước khi tránh trong tụ bảo trai xem cuộc chiến đấy, bản thân hắn cũng là người khiếp sợ tới mức trong mắt gần như tuột cả ra ngoài. Mấy vị sư huynh, Sư Thúc trước khi đi muốn chúng ta đem hết thảy những dược tài cùng dược điền này mang tới Từ Trúc Phong kìa. Công Dương Đảm ho khan một tiếng cười nói. Thạch Trường Thanh lên tiếng: chư vị sư đệ nhanh tay cho, miễn cho Sư Thúc cũng xuất ruột chờ lâu. Mấy người bọn họ đúng là tâm cục khẩu phục với Diệp Húc rồi, lúc này quyết định một mực đi theo Diệp Húc. Đầu Hùng Bi này xử lý không tốt nha. Mà lúc này Diệp Húc đi trở lại Từ Trúc tiểu viện, tiến vào trong phòng tu luyện, tế khởi ra ngọc lâu. Trong phòng tu luyện đã tích lũy không ít linh khí, ngọc lâu vừa xuất hiện liền biến tất cả linh khí trở thành hư không. Hắn tính toán một chút, Hùng Bi tuy rằng bị hắn thu vào trong ngọc lâu, nhưng đầu Hùng Yêu này tu luyện thành yêu, kiệt ngạo bất tuần, lực lớn vô cùng, khẳng định sẽ không tâm phục mình, nếu thả hắn ra hơn phân nửa sẽ gây rối. Diệp Húc tâm niệm vừa động, một dòng ý thức tiến vào bên trong ngọc lâu, chỉ thấy đầu Hùng Bi bên trong ngọc lâu rít gào không ngớt, hướng tới can giải dao bên trong ngọc giao hoa trì tức giận mắng không ngừng. Trong ngọc giao hoa trì, can giải dao lười biếng nằm trong nước, thỉnh thoảng quấy lên một mảnh sóng gợn, đối với hắn hờ hững như không thấy. Lúc này không gian ngọc lâu của Diệp Húc đã cực kỳ rộng lớn, hiện giờ đã được ngọc thụ chống đỡ ra trên dưới 100 mẫu, giống như một thiên địa nhỏ vậy. Đảo nhỏ lơ lửng ở trung tâm giao trì kia, chu ngọc thụ ở trên đảo càng thêm khổng lồ, giống như cây trụ lớn kình thiên, ngẩng đầu nhìn không thấy đỉnh thụ. Chu ngọc thụ này tán cây hoàn toàn sinh trưởng trên lầu thứ hai ngọc lâu, chỉ còn lại cái thân cây phong cách cổ xưa, nó như được phủ kín bằng ngọc vậy. Từng đợt khí năm màu từ trên tán cây bung xuống dưới, xuyên qua lá chắn tầng thứ nhất và tầng thứ hai, rơi xuống mặt hồ, làm cho hồ nước khơi động. Hùng huynh, vì sao lại nóng nảy như vậy? Ý thức của Diệp Húc hóa thành bản thể hiện ra trước mặt đầu hắc hùng kia. Hùng Bi giận quát lên một tiếng, một quyền đánh tới, làm cho ý thức của Diệp Húc nổ nát. Tuy nhiên, khối thân thể này của Diệp Húc chính là do ý thức tạo thành, tùy tan tùy tụ, trong nháy mắt đã ngưng tụ lại. Hắn cười nói: người nguyện ý đánh cuộc, nguyện ý thua. Hùng huynh à, tiểu đệ còn thiếu một đồng tử xử lý việc dược viên. Người bắt đám sư đệ của ta và bọn họ cày dụng cho ngươi. Sau này toàn bộ việc xử lý dược viên của Vân Môn Sơn liền giao toàn bộ cho ngươi đi. Hùng Bi biệt tai không thèm nghe, hai ba lần đánh nát ý thức của Diệp Húc, thế không có cách nào khác mới dừng lại, cả giận mà nói: ngươi dùng âm mưu kỳ kế thắng ta không phục. Nếu như ngươi dùng bản lĩnh thật sự thắng ta,
ta tự nhiên tâm phục khẩu phục kìa. Diệp Húc có chút đau đầu, muốn hàng phục đầu hắc hùng này đích xác là không khó, chỉ cần vận dụng một viên thú hoa đan là được, tuyệt đối có thể đánh nó dễ dàng. Tuy nhiên nếu hắn sử dụng thú hoa đan sẽ bị ác khí bên trong thú hoa đan khống chế, tới lúc đó chẳng những đám người Thạch Trường Thanh phải chết, chỉ sợ Vân Môn Sơn cũng bị hắn đạp thành hư không mất. Diệp Húc suy tư trong chốc lát, tạm thời không hàng phục được tên này. Nếu như mình tu luyện tới tam chân cảnh, đích xác có thể lấy cứng trợ cứng, đánh cho tên này tâm phục khẩu phục. Hùng Bí, nếu như ngươi không nhận thua, ta sẽ giam ngươi trong này cho tới khi đói chết thì thôi. Diệp Húc hung tợn nói. Hùng Bí hoảng sợ cũng cứng rắn, mạnh mẽ đứng lên mà nói. Ngươi có thể giam lão gia ta được bao lâu đấy? Lão gia ta ngủ đông từ 3 tới 5 năm cũng không đói chết được đâu. Diệp Húc có chút đau đầu, hắn cũng biết loại dã thú như hắc hùng này có thể ngủ đông, một khi ngủ là nguyên một mùa đông, mà loại dị chủng yêu thú như hắc hùng này tu luyện thành yêu còn sống lâu hơn xa xa với hắc hùng bình thường, chỉ sợ cũng phải tới 3 tới 5 năm mới có thể làm cho đầu hắc hùng này đói chết được. Nói vậy, thế nhưng Hùng Bi cũng lo lắng hắn thực sự bắt ra mình 3 đến 5 năm, đôi mắt tròn vo loạn chuyển, thanh âm hòa hoãn, cười ha ha nói. Thì hậu tử, lão gia ta thừa nhận ngươi là chủ nhân của Vân Môn Sơn, nhưng ngươi nếu không đánh bại ta, ta tuyệt không quy thuận ngươi. Ngươi muốn học phục ta, đơn giản, khiến ta xử lý dược viên, chúng ta không bằng thương lượng. Lão gia ta giúp ngươi gieo trồng dược tài, tuy nhiên đạt được dược tài thì lão gia ta muốn chiếm được con số này. Dứt lời, đầu hắc hùng vươn ngón tay của mình ra, đầu ngón tay mở ra, côi cua trước mặt Diệp Húc. Sao? Ngươi muốn năm thành ư? Thế nhưng cũng không tính là nhiều. Diệp Húc trong lòng vừa động, hắn tính toán hàng phục đầu hùng bi này, đích thực vì xem trọng đầu hắc hùng này có thể đào tạo được linh dược. Nếu có thể liên kết, đích thực là một biện pháp khả thi. Hắn đang định đáp ứng xuống dưới, đột nhiên nhìn tới hùng trưởng của Hùng Bi, sắc mặt lập tức xanh mét, cười nói. Ngươi, cái tên điêu hùng này, không ngờ có 6 đầu ngón tay, suýt chút nữa thì gạt ta đáp ứng xuống rồi. Hắc hùng chúng ta vốn có 6 đầu ngón tay mà. Hùng Bi chính khí hùng hồn mà nói. Diệp Húc bị hắn làm cho tức giận, cả giận mà nói. Ta đường đường là địa chủ của Vân Môn Sơn này, nơi ngươi ở vài chục năm kia đều là nơi của ta. Thân là tá điền, chia ra tiền thuê đất còn chưa tính, còn muốn 6 thành hay sao? Ta chỉ có từng này, ngươi nếu không đáp ứng, nên ở trong này mà chờ chết đói đi. Diệp Húc dứt lời, dựng thẳng 3 đầu ngón tay lên. Hùng Bi kia ảo não vạn phần, đành phải đáp ứng điều kiện của hắn, rồi nhỏ giọng thầm nói. Như thế nào mà bị xem thấu rồi, tại sao lại bị nhìn thấu đây? Diệp Húc tâm niệm vừa động, đưa hắn từ trong ngọc lâu phóng xuất ra thầm nghĩ. Chỉ cần ngươi đồng ý xuống, còn không phải biến thành đồng tử xử lý dược viên cho ta hay sao? Hàng phục hay không có quan hệ gì chứ? Ngươi cực khổ làm ruộng, bảy thành tu được không phải đều giao cho ta hay sao? Hùng Bi thoát vây mà ra, vui mừng muốn khóc, liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái, đột nhiên giận dữ, nổi giận cầm lên một tiếng, vươn bàn tay lớn như cái quạt hưng bồ chụp tới Diệp Húc. Diệp Húc cười lạnh nói, ta sớm biết ngươi đã giã tính khó thuần, làm sao có thể không phòng bị được. Bàn tay của Hùng Bi còn chưa có hạ xuống, ngọc lâu của Diệp Húc đã bao lại Hùng Bi từ trên đầu nó. Can thể dao từ bên trong lao ra, răng rắc một ngụm cắn lấy đầu của hắc hùng, kéo nó trở lại vào trong. Hùng Bi lần thứ hai được phóng xuất ra, lập tức thành thành thể thật hơn nhiều. Nếu như người đánh tiếp, lão già ta sẽ giam người 3 năm. Diệp Húc cười lạnh mà nói. Đầu Hùng Bi này mở mồm ra là lão gia, vô hình chung hắn cũng không kìm nổi mà sử dụng danh tự xưng này. Ta là địa chủ Vân Môn Sơn này, là đà chủ phân đà Thanh Châu của Ngũ Độc Giáo, tự xưng lão gia cũng là danh xưng thật sự. Đầu xuẩn hùng này hai bàn tay trắng, làm sao có thể xưng là lão gia được. Bên ngoài truyền tới thanh âm của đám người Thạch Trường Thanh cùng Công Dương Đảm. Diệp Húc liếc mắt nhìn đầu Hùng Bi bên cạnh một cái nói, lão gia ta bắt người tới, đã bảo mấy vị sư điệt đem toàn bộ dược tài ở dược viên trong sân cốc của ngươi tới đây rồi. Sau này ngươi ở trong Tử Trúc Lâm mở dược điền, an tâm ra trồng được dược tài đi thôi. Hùng Bi sắc mặt khẽ biến, dậm chân rồi nói, không xong rồi, lão gia ta cực khổ gieo trồng dược tài, chỉ sợ toàn bộ phải chết rồi. Diệp Húc trong lòng nghi hoặc nói, đem dược tài nhổ tới trồng ở đây tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian cả, làm sao mà chết được. Hùng Bi hổn hển cả giận mà nói, ngươi tưởng gieo trồng linh dược dễ dàng hay sao? Lão gia ta chỉ cần bồi dưỡng được mấy khối dược điền kia thôi, tiêu phí không biết bao nhiêu khổ công rồi. Lão gia ta mỗi ngày phải bắt yêu thú giết đi, lấy máu tươi của yêu thú mà tưới cho nó, ước chừng mất 4 năm thời gian mới khiến cho mấy khối dược điền này có vẻ phần linh khí được, rồi giữ lại bên trong bồi dưỡng thành linh điền. Ngươi đem đào dược điền lên, linh khí bên trong linh điền bị mất hết rồi, đám dược tài này đều chiều không được,
không có linh điền căn bản không thể sống nổi. Diệp Húc cũng không biết giao trồng linh dược có nhiều phiền phức như vậy. Tuy nhiên lúc này đám người Thạch Trừng Thanh đã mang toàn bộ dược tài ở dược điền tới đây rồi. Việc đã tới nước này, hắn cũng không có biện pháp nào cả, chỉ đành phải nói: loại linh khí này nó lão gia ta thực không thiếu, không lẽ không thể mở thêm vài mẫu linh điền hay sao? Sao? Mở vài mẫu linh điền nói dễ hơn làm sao? Hùng Bi cười lạnh nói: Bách Khoa Cung nhiều tiền thế lớn, dùng linh khí tưới vườn đất, trong núi có linh điền ngàn mẫu. Tuy nhiên, mặc dù ngươi có linh khí tưới, cũng phải mất nửa năm mới nuôi dưỡng được một khối linh điền. Tới lúc đó, dược tài của lão gia đã sớm chết rồi. Trong ngọc lâu của ngươi có vài trăm mẫu linh điền, nhưng muốn cho lão gia ta đi vào trong đó không có khả năng đâu. Sao? Ngọc lâu của ta có vài trăm mẫu linh điền ư? Diệp Húc ngẩn ngơ, trong ngọc lâu của hắn ngoại trừ một gốc cây ngọc thụ, chỉ còn lại ngọc hoa giao trì cùng với tiểu đạo trong hồ. Địa phương khác là thổ địa cực kỳ bằng phẳng. Nghe ý tứ của đầu Hùng Bi thì phiến thổ địa này cũng là linh điền, nó có thể dùng để nuôi trồng dược tài, như thế nào không vui cho được? Hắc Hồng huynh, mời gọi ta là Hùng Bá Thiên. Diệp Húc thầm mắng một câu, khách khí mà nói: Bá Thiên huynh, trong ngọc lâu của ta có mấy trăm mẫu linh điền, nếu không làm chẳng phải là quá đáng tiếc hay sao? Nói đi nói lại, gieo trồng dược tài càng nhiều, thu hoạch của ngươi càng nhiều hay sao? Chẳng lẽ Bá Thiên huynh sẽ không động tâm ư? Hùng Bi quả thật bị hắn nói cho tâm động, hắn cực cực khổ khổ 4 năm mới có thể mở ra được mấy khối linh điền, chỉ có lớn nhỏ vài mẫu mà thôi, mà trong ngọc lâu của Diệp Húc lại có tới mấy trăm mẫu. Hắn gần như có thể nhìn thấy một ngọn núi linh dược đang vây quanh chính mình. Hùng Bi trong mắt vòng vo loạn chuyển rồi nói: Lão già trong ngọc lâu của ngươi phải có tòa nhà của chính mình. Được, theo ý ngươi. Diệp Húc vui mừng cười nói: Lão già có thể dùng nước trong giao chỉ của ngươi để tắm, không được khiến đầu long kia bắt nạt hay làm nhục ta. Đầu Hùng Bi vẫn nghĩ tới con can sải dao này là một con rồng, nó có chút sợ hãi. Diệp Húc cười nói: Được, theo ý ngươi. Lão già có thể đi ra ngoài khỏi ngọc lâu tùy ý lúc nào cũng được. Diệp Húc khẽ nhíu mày nói: Ta là của ngươi hợp tác, không phải là người hầu của ngươi. Gọi cái là tới, muốn đi là đi. Ngươi mỗi ngày có thể ra ngoài thông khí một lần, nhưng mỗi lần không được vượt quá 6 canh giờ. Hùng Bi mặt mày hớn hở mà nói: Được, thành giao. Hắn mặc dù có chút khôn vặt, nhưng hồn nhiên không biết mình đáp ứng điều kiện này của Diệp Húc thì hiển nhiên biến thành tư sủng của Diệp Húc, so với làm dược đồng còn bệnh khổ hơn. Đám người Thạch Trừng Thanh đi vào tử trúc tiểu viện, chỉ thấy Hắc Hùng kia đứng bên cạnh Diệp Húc thành thành thật thật, không khỏi lướt nhau, cũng nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương, âm thầm kinh hãi. Diệp sư thúc đích xác là đà chủ, không ngờ ngay cả đầu Hùng Bi này cũng dễ dàng thu thập được, thật sự là vô pháp thông thần, không thể lường được. Thạch Trừng Thanh vội vàng thi lễ cung kính rồi nói: Sư thúc, toàn bộ dược tài thu được ở trong phiến thâm cốc kia đã được mang tới đặt ở ngoài viện. Diệp Húc khẽ gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện nói: À Trừng Thanh, các ngươi có yêu thú tinh hồn không? Ta tính mở một lò luyện chế mấy viên thú hóa đan. Thạch Trừng Thanh nghe vậy cùng với mấy người lướt mắt nhìn nhau, nhất tề cười nói: Thân là đệ tử của Ngũ Độc Giáo, sao không thể thu tinh hồn yêu thú chứ? Sư thúc muốn bao nhiêu chúng ta có bấy nhiêu, tuy nhiên yêu thú chúng ta bắt được còn không có tu luyện tới tam chân cảnh tinh quái, không biết có hợp ý với sư thúc hay không. Diệp Húc cười nói: Ta hiện giờ tu vi còn thấp, luyện không được thu hóa đan bậc cao, bình thường yêu hồn là được rồi. Đám người Thạch Trừng Thanh cuống quýt lấy ra ít ngọc châu, Diệp Húc bốc lên một viên cẩn thận xem xét, chỉ thấy bên trong ngọc châu có phong ấn một yêu hồn tiên hạc, nó dương cánh muốn bay nhưng thủy chung lại không thoát khỏi. Hắn không khỏi chật chật lấy làm kỳ lạ. Ngũ Độc Giáo thu yêu thú tinh hồn luyện chế thu hoa đan, loại thủ đoạn này chính là ma đạo, nhưng đối với Diệp Húc chính tà không phân thì chẳng để trong lòng một chút nào cả. Thế giới hiện giờ cũng không phải là thời kỳ thượng cổ, thượng cổ có lục đạo luân hồi, bất luận sinh linh gì sau khi chết đi đều luân hồi chuyển thế. Trước kia thủ đoạn của Ngũ Độc Giáo chính là tội ác tày trời, mà hiện giờ lục đạo tan vỡ, luân hồi không còn, bất luận sinh linh gì, bất kể là vô sĩ hay tinh quái, sau khi chết tinh hồn đều vỡ vụn rơi rụng tới giữa đất trời. Bởi vậy mà thu yêu thú tinh hồn luyện đan cũng không phải là vô cùng độc ác. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các tập tiếp theo.